Chơi đồng hồ cũ chính hãng xin kính chào anh em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Esprit. Đây là chiếc Esprit được sản xuất với máy của Miyota Citizen Nhật Bản 6P25. Mặt số đen 4 kim. Trong đó hai kim chỉ giờ phút và hai kim còn lại là chỉ lịch ngày và lịch thứ kiểu sắp xi diary. Kính khoáng, thân thép trắng, đường kính 40 mm cả núm, dây da điểm bắt 20 mm, chống nước khá tốt. Thêm về Esprit thì là một thương hiệu Hoa Kỳ được thành lập khoảng những năm 1990, có trụ sở chính tại Cộng hòa Liên bang Đức và tại Hồng Kông. Chiếc đồng hồ này đã sử dụng còn khá đẹp ở mức khoảng 95%. Cảm ơn các bạn đã xem video.